Xin chào bác đã quay trở lại với kênh Cây Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay giới thiệu các bác một mẫu xe đạp địa hình thuần leo núi, một đĩa và bánh là 27,5 inch, rồi khung nhôm, rồi giảm xóc hơi, đang bán tại cửa hàng mức giá chỉ còn là 7.900.000. Thương hiệu Gao Tê Lu, model Sport GT 280, một cái thương hiệu rất là nổi tiếng của Singapore. Đấy, thì hôm nay về một chiếc đạp xe đạp thuần leo núi, xe đạp địa hình thuần leo núi cho các bác. Một tầng đĩa và giảm xóc hơi, bánh 27,5 inch, khung nhôm, nước sơn nguyên bản, rất là đẹp, tông màu vàng đen, cực kỳ là thể thao. Tổng thể xe thì nó còn tương đối là mới đẹp các bác nhá, các bác nhìn trên hình cũng có thể đánh giá được. Chỉ có là đã qua quá trình sử dụng và là xe bãi nhập khẩu về nên là nó xuất hiện những cái vết xước nhỏ, xước răm, không thể tránh khỏi. Nhưng mà về tổng thể từ màu sơn thì vẫn còn rất là bóng bẩy đây, bộ chuyển động hay xích líp, vân lốp thì cũng còn tương đối là tốt. Sử dụng một tầng đĩa vòng inch nhỏ thì có thể chạy được toàn bộ cái số líp này. Sử dụng bộ chuyển động Sensai RX. Đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tầng líp. 10 tầng líp. 10 tầng líp cho xe có 10 tốc độ khác nhau. Đến phần ghi đông thì chiếc xe sử dụng một bộ ghi đông dài hỗ trợ độ đèo. Khi mà các bác xuống dốc hay lên dốc nó sẽ tạo cái cảm giác lái nó rất là tốt với những cái ghi đông dài như này. Rất là dài. Cụm phanh dầu của Shimano này. Đây bấm xả. Cái này thì xe được trang bị bộ giảm xóc hơi. Xóc hơi. Đây là chỗ thụt này có màu đỏ rất là đẹp này. Thôi nhé, vành bánh của chiếc xe là vành bánh 27,5 inch. Đấy, một bộ vành bánh rất là to. Vân lốp CRC, một bộ lốp của Mỹ này. Vân gai này. Vân gai to này các bác đi đường đồi rất là đẹp này. Đi rất là thích. Mayo là bi vòng các bác nhé. Mayo là bi vòng. Đi vòng bạc đạn. Đằng sau có cối lổ. Đằng sau cối lổ luôn các bác nhé. Một bộ cấu hình trong cái tầm giá dưới 8 triệu để cho các bác đi leo núi rất là ok. Rồi sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ Sôn như này, tức là xe đã bán. Đó. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo tự tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 40 cm, từ khóa yên tới tâm của phốt là 54 cm. Thì chiếc xe có cái size cho các bác đi từ khoảng 1m62-63 đến 72-73 1m75 phù hợp. Bộ chuyển động Sensai RX với 10 tầng lít và một đĩa đạp cho xe có 10 tốc độ khác nhau. Thì xe leo núi thì cũng không cần nhiều đĩa và bây giờ người đã tối giản đi cái phần đĩa rồi. Xe địa hình này cũng như là cái đĩa đạp mà người ta sẽ tối giản đi, 2 đĩa hoặc 1 đĩa. Đời mới giờ chỉ có 2 đĩa.
Giá bán như em đã thông báo ngay từ đầu video chỉ có là 7.900.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bạn đang quay lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác những video lần sau.